Đỗ Dũng xin chào khán giả người Việt TV. Sau đây là những tin đáng chú ý trong ngày. Tranh chấp lao động các hải cảng bờ biển miền Tây nước Mỹ đóng cửa. Số người Mỹ xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua lên tới 304.000 người. Và hội nghị Minsk đạt thỏa thuận ngưng bắn ở phía đông Ukraine ngày Chủ nhật. Sau đây là phần tin chi tiết. Các công ty điều hành trạm bốc dỡ hàng hóa tại hầu hết các hải cảng lớn ở vùng bờ biển miền Tây nước Mỹ cho hay họ sẽ không gọi công nhân vào làm việc hôm thứ Năm để bốc hàng từ những chiếc tàu mang theo phụ tùng xe hơi, bàn ghế, quần áo, đồ điện tử, coi như mọi thứ sản xuất ở Á Châu cho người tiêu thụ ở Mỹ. Các container chở hàng Mỹ xuất cảng cũng sẽ không được đưa lên tàu. Việc đóng cửa này là kết quả của tình trạng tranh chấp lao động ngày càng gay go và gây nhiều thiệt hại giữa nghiệp đoàn công nhân bốc dỡ hải cảng và các công ty thuê mướn họ. Hai bên đang thương thảo một giao kèo lao động mới và bế tắc hiện nay đã khiến hầu như tất cả 29 hải cảng cửa ngõ của khoảng 1/4 lượng hàng hóa trao đổi quốc tế của Mỹ với trị giá khoảng 1.000 tỷ đô la mỗi năm bị tê liệt. Có 14 chiếc tàu hàng dự trù sẽ đến cảng Los Angeles Long Beach ngày thứ Năm nhưng sẽ phải chờ bốc dỡ cùng với khoảng 20 chiếc khác đang neo đậu ở ngoài khơi. Ở các nơi khác như Oakland, Seattle và Tacoma ở Washington cũng trong hoàn cảnh tương tự. Công nhân cũng sẽ không được gọi đi làm việc trong ngày thứ Bảy, Chủ nhật và thứ Hai, những ngày họ được trả thêm lương vì là ngày cuối tuần hay ngày lễ. Giới chủ nhân không chịu trả lương phụ trội cho giới công nhân nghiệp đoàn bốc dỡ vì họ cho rằng những người này đang làm việc trì trệ để áp lực với giới chủ nhân. Giới chủ nhân hiện vẫn có thể thuê các toán công nhân nhỏ nhằm di chuyển các container đã đưa xuống bến để đưa lên xe vận tải hay xe lửa để có chỗ cho các đợt hàng mới. Các tàu quân sự, tàu chở khách du lịch cũng như các tàu chở hàng tới Hawaii vẫn được cung cấp các dịch vụ bình thường. Cuộc thương thảo bị bế tắc bởi nhiều ý kiến bất đồng như về tiền lương, bảo hiểm y tế cũng như cách trung gian hòa giải trong tương lai. Một trong những điều nghiệp đoàn đòi hỏi là có quyền thay thế trọng tài trung gian nếu có quyết định không có lợi cho họ. Số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần qua đã tăng lên dù rằng con số này tương đối vẫn còn là thấp và cho thấy mức thu nhận nhân viên mới vẫn đáng lạc quan. Số đơn xin trợ cấp đã tăng 25.000 so với tuần trước tới mức 304.000, theo bản báo cáo được Bộ Lao động đưa ra tại Washington DC vào sáng ngày thứ Năm. Sự gia tăng này là diễn ra 2 tuần lễ sau khi mức nộp đơn giảm 42.000. Sự sụt giảm đó nhiều phần là do dao động nhẹ theo mùa với việc chấm dứt thời gian lễ và ngày lễ Martin Luther King Jr. nên các văn phòng lao động chính phủ tiểu bang đóng cửa không nhận thêm đơn mới. Con số trung bình của 4 tuần lễ cho thấy ở mức 289.750. Con số này giảm 14% so với cùng thời gian một năm trước đây. Đơn xin trợ cấp thất nghiệp là một chỉ dấu của tình trạng sở làm, thải bớt người. Con số này đã gần hoặc dưới mức con số 300.000 từ tháng 9 năm ngoái, một mức thấp cho thấy là việc tuyển nhận nhân viên nay đang trên đà gia tăng. Giới chủ nhân đã tạo thêm hơn 1 triệu việc làm trong 3 tháng qua, mức độ nhanh chóng nhất trong 17 năm nay. Con số người Mỹ hiện đang lãnh trợ cấp thất nghiệp giảm 51.000 xuống còn 2.35 triệu, con số thấp nhất trong 6 tuần qua. Có hơn 3.2 triệu việc làm đã được tạo ra trong năm qua. Điều này giúp giảm mức thất nghiệp xuống còn 5.7% trong tháng Giêng so với 6.6% một năm trước đây. Chính phủ Kiev và thành phần nổi dậy thân Nga đông Ukraine hôm thứ Năm đồng ý về một lộ trình hòa bình sau các cuộc họp kéo dài ở Minsk, thủ đô Belarus, có sự tham dự của các nhà lãnh đạo Pháp, Đức, Nga và Ukraine. Thỏa thuận mới này kêu gọi có cuộc ngưng bắn khởi sự từ ngày Chủ nhật và mở rộng vùng trái độn quanh các phòng tuyến bằng cách rút võ khí nặng về phía sau. Kế hoạch này xây dựng trên một thỏa thuận đạt được tại Minsk hồi tháng 9 nhưng không được thi hành, cũng đưa ra lộ trình tiến tới tự trị cho các khu vực hiện do phía nổi dậy chiếm giữ ở phía đông Ukraine. Các quan sát viên nói rằng thỏa thuận mới này cũng gồm nhiều điểm có thể tạo khó khăn trong việc thi hành. Khi loan báo kế hoạch ngưng bắn, Nga và Ukraine cũng không đồng ý được với nhau về những gì được thỏa thuận trong 16 giờ thương thảo, kể cả tình trạng của một thành phố chiến lược hiện đang bị phiến quân bao vây. Tổng thống Ukraine, ông Petro Poroshenko cho hay không có thỏa thuận gì về tự trị hay liên bang hóa cho vùng Ukraine, khác với cách diễn giải của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Tuy nhiên, thỏa thuận đòi hỏi Quốc hội Ukraine cho các vùng phía đông có nhiều quyền hơn để đổi lấy việc Ukraine có hoàn toàn kiểm soát biên giới với Nga là một điều chắc chắn sẽ tạo nhiều tranh cãi chính trị ở Kiev. Thỏa thuận mới dự trù hình thành một vùng trái độn bằng cách rút võ khí nặng, gồm cả đại bác và rocket, về phía sau khoảng từ 50 km đến 140 km tùy theo loại. Hơn 5.300 người thiệt mạng trong các cuộc giao tranh ở vùng đông Ukraine từ tháng 4 năm ngoái tới nay. Các cuộc giao tranh vẫn tiếp diễn dữ dội hôm thứ Năm, ngay cả khi 4 nhà lãnh đạo đang thảo luận. Phía chính phủ Ukraine nói rằng trong đêm, Nga đã đưa thêm 50 chiến xa và hàng chục đại bác vào khu vực do phiến quân kiểm soát. Cảm ơn quý vị rất nhiều theo dõi phần tin người Việt TV hôm nay. Xin hẹn quý vị vào chương trình kỳ tới.
Nhật báo Người Việt cung cấp cho bạn tin tức về thế giới xung quanh. Phóng viên và thông tín viên người Việt khắp mọi nơi mang đến cho bạn tin tức mới nhất, chính xác nhất và cần thiết nhất. Tòa soạn Người Việt, nơi quy tụ đội ngũ phóng viên đông đảo, yêu nghề theo sát tin tức, thu gọn thế giới và trao đến độc giả mỗi buổi sáng. Nhật báo Người Việt và Người Việt Online là chiếc cầu nối giữa độc giả và giới doanh nghiệp. Số phát hành lớn nhất, quảng cáo hữu hiệu nhất, giao vặt phong phú nhất. Người Việt, nhu cầu tinh thần không thể thiếu. Mọi liên lạc xin gọi 714-892-9414, 892-9414.